Chào mừng quý vị trở lại với tin nóng của ống kính hậu trường. Tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, thành phố Hà Nội đêm 6 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung đã thông tin rằng kết quả xét nghiệm lúc 21:30 cho thấy cô gái tên N sinh năm 1993, hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, đã dương tính với nCoV. Trong 3 tiếng vừa qua, thành phố đã thực hiện hàng loạt biện pháp như lập chốt kiểm soát một số đoạn phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, cách ly những người đã tiếp xúc gần với ca dương tính nêu trên. Ngoài ra, 17 bác sĩ, y tá của một bệnh viện nơi ca dương tính đến thăm khám ban đầu đã được cách ly. Thành phố đang xác minh phi công, tiếp viên và hành khách liên quan đến chuyến bay của chị N để tiến hành cách ly. Thành phố sẽ sớm công bố công khai danh tính những người đã tiếp xúc gần với chị N, ông Chung nói. Ngày 15 tháng 2, cô gái xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang thăm người nhà sống tại London, Anh. 3 ngày sau, cô từ London sang Milan, tỉnh Lombardy, Italy du lịch. Thời điểm này, tỉnh này chưa ghi nhận dịch COVID-19 bùng phát. Ngày 20 tháng 2, cô quay trở lại London, 5 ngày sau từ London sang Paris, Pháp du lịch 1 ngày và gặp chị gái ở đây. Ngày 29 tháng 2, cô có biểu hiện ho nhưng không đi khám. Đến ngày 1 tháng 3, cô gái đã xuất hiện thêm đau mỏi người, không rõ sốt. Trong ngày đã đáp chuyến bay có số hiệu VN0054 của hãng hàng không Việt Nam về nước, xuống sân bay Nội Bài lúc 4:30 sáng ngày 2 tháng 3. Khi ấy, bệnh nhân không sốt. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, bệnh nhân được lấy xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Ngày 2 tháng 3, bệnh nhân có sốt nhẹ, ho nhiều. Đến ngày 5 tháng 3, bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc để khám. Sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và theo dõi sức khỏe. Tài xế và 5 người giúp việc của gia đình bệnh nhân cũng được cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới. 17 y bác sĩ của Bệnh viện Hồng Ngọc đã tiếp xúc với bệnh nhân đang cách ly tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Khu vực xung quanh nhà bệnh nhân ở phố Trúc Bạch được cơ quan y tế địa phương phun thuốc khử khuẩn. Các nhà từ số 125 đến 139 ở phố Trúc Bạch đã được cách ly tại chỗ, hiện chưa rõ số dân phải cách ly tại khu vực này. Các thành viên phi hành đoàn chuyến bay VN0054 cũng được cách ly. Việt Nam đã chuyển toàn bộ thông tin liên quan đến hành trình của bệnh nhân cho cơ quan ngoại giao Anh và Pháp. Ca thứ 17 đã phá vỡ chuỗi 22 ngày qua ở Việt Nam, không ghi nhận thêm người bị nhiễm nCoV mới, trừ 16 người đã khỏi bệnh. Đến lúc 18 giờ ngày 6 tháng 3, Việt Nam cách ly tập trung hoặc tại nhà 23.228 người, tăng gần 9.000 người so với hôm qua, 101 người nghi nhiễm cách ly ở bệnh viện. Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, từ 6 giờ ngày 7 tháng 3, tất cả các hành khách nhập cảnh ở Việt Nam, bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài phải khai báo y tế điện tử bắt buộc từ 6 giờ sáng ngày 7 tháng 3. Riêng thành phố Hồ Chí Minh triển khai khai báo điện tử từ 0 giờ ngày 7 tháng 3. Sau khi khai báo y tế, những người đến hoặc đi qua vùng dịch sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày. Đến nay, 4 quốc gia gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran và Italy được coi là các nước nằm trong vùng dịch. Dịch COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 12 năm 2019 và nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ Trung Quốc. Đến tối ngày 6 tháng 3, COVID-19 đã xuất hiện hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều nước châu Âu. Số người nhiễm đã vượt hơn 100.000 người. Đây cũng là quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc với 148 người tử vong. Đức và Pháp cũng ghi nhận hàng loạt ca nhiễm mới. Số ca dương tính nCoV tại Đức tăng gấp đôi chỉ trong một ngày, lên hơn 500 trường hợp. Pháp phát hiện thêm hơn 154 người nhiễm mới, trong đó có một bác sĩ quốc hội, nâng tổng số ca dương tính nCoV tại nước này lên con số 577 ca, có 9 người đã tử vong. Với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân nên cẩn trọng và làm theo các biện pháp bảo vệ từ Bộ Y tế. Đừng quên cập nhật tình hình của căn bệnh trên các trang thông tin chính thống. Subscribe theo dõi kênh để theo dõi các tin tức tiếp theo.